Gặp cái tình trạng sâu như này tôi cũng thấy nó cũng rất băn khoăn, bởi vì tôi là gặp hai chặng đường rồi. Một chặng bên kia thì cũng phải đi bằng cầu gỗ, hết phí hết 10.000, sang chặng bên này giá người ta đòi 50.000 nhưng tôi chờ mãi giả được 30.000, rất ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân. Bình thường mình tôi đi qua đây thì mỗi một lần mưa là ngập, không thể đi được. Người dân đi qua đây rất là khó khăn, là mưa một tí là nước đã ngập. Thì thường là người dân đi qua lại rất khó khăn, tắc máy, chết máy. Nhưng mà trong trường hợp với những người dân mà đi qua đây nhiều thường xuyên thì có thể là cái chi phí nó sẽ cao. Đấy, thì mình cũng mong là có cái phương án nào nó hợp lý hơn để có thể là giải quyết được cái vấn đề ngập lụt hiện tại cho người dân sinh sống ở quanh đây.